bảy luôn hả chú? Chìm luôn hả? Đi hết được luôn đúng không? Ừ, bệnh muốn ngã là ngà, có khi chết ngà cũng không chừng. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và phía trước mặt của cô bác quý anh chị đây là chú Bên. Một người chú mà ngoài 70 rồi. Chú vẫn còn mưu sinh ở trên sông. Và cô bác quý anh chị cũng nhớ lại rằng là trước đây chú Bên á nuôi vợ của mình bệnh. Những ngày ở bệnh viện thì Bùi Hồ cũng có thay mặt cho quý Mạnh Thường Quân để thăm hỏi và trao tiền của Mạnh Thường Quân cho chú để chăm lo cho vợ của mình. Ngày hôm nay thì nước ở miền Tây cũng vì hạn hán á cô bác anh chị. Nước bữa nay nước rút quá trời luôn rồi nè. Nắng nóng mà không có mưa á chú. Thành thử là nó bữa nay bể rồi chưa? Bể luôn hả chú? Chìm luôn hả? Đi hết được luôn đúng không? Ở cái này bước ngang được không chú? Được. Con thấy cái cây này nó yếu á. Trời ơi trời. Bây giờ khô luôn rồi nè. Xuống cái là tán cây nữa quá giật rồi. Dạ. Chiếc xuồng của chú hồi sáng giờ là nước như thế này hay là sao, hay là mới giật lúc nãy? Đó là nước như thế này, còn cái này mới tôi đi thăm tác nè. Dạ. Hôm nay là chủ đi mấy ngày rồi? Tôi bữa ra về hình như là 7 bữa hay gì á. Dạ. Rồi gặp con cháu nó bệnh về cái rồi đương nương nó tới nghỉ bữa hai bữa tóc nó chết luôn. Mất luôn hả? Mất luôn, nó mất luôn rồi cái rồi bắt đeo nó nghỉ hai bữa dài mới bữa ngày hôm qua được sát giác đó chú. Dạ. Giờ sáng chú thăm được nhiều không? Chắc 3-4 kg à. Cá lô kiến đó. Dạ. Bán cho chú. Còn rộng rãi như vợ tôi bắt đâu được. Cái tay nó bây giờ nó muốn làm độc nữa đó chứ. Dạ. Bây giờ không có bán được luôn. Ừ. Để ai là tới nhà bán chứ biết sao giờ. Sáng là hồi nãy có mấy cái chú mà đi đem bia tới đó. Rồi là nó mua được 1 kg rưỡi. À, mấy người giao bia ha. Mấy người giao bia á, ta thấy cá rô kiến cái rồi ta mua được 1 kg rưỡi. Là được nhiêu tiền? 1 kg rưỡi được 30 ngàn. Dạ. Thì cũng đỡ hàng ngày. Hôm trước là tiền, hôm trước là còn không? Còn về đây hôm về cũng hết 1 triệu mấy đó, mình 94 á. Là tính ra nào ngay mua thuốc dặm cho người ta nữa là tính cũng là 3 triệu mấy 4 triệu chứ tiền nằm bệnh viện không có nhiều. 300-400 mà mình ăn uống như mua thuốc ở ngoài đó chú. Dạ. Còn cũng 3-4 triệu à, rồi đâu có dám tiêu xài đâu. Dạ. Người để lo nó đặt mà chuyển kỳ này chắc mà xuống rồi mà chuyển hữu nghị rồi. Kỳ đầu nó chuyển hữu nghị cho nó xác minh cái thai nó đó. Mình khởi ra nó là phải chịu cái cảnh vậy chứ biết sao giờ chú mà. Rồi để coi cái chiếc này kỳ đầu nó chuyển đó mà tôi mấy chị em nó sâu đi dưới và bật rạc quá rồi tiền bạc nó hơi thiếu kém biết xuống với hữu nghị thì sao để nằm đó bữa hai bữa đi thì bác vậy là chú là, mới văn lại mới có mấy mới ngày hôm qua nè sớm ơi nè. Dạ. Đừng giác là văn ở ngoài sáng thăm này. Chiều nay có thả văn nữa không? Chiều nay là mắc kẹt đây tiếp nữa rồi nè. Tiếp đám thì nên không có văn nữa ha. Rồi ngày mơi thì mốt nó có văn. Rồi nước gì là có cá nhiều không? Nước này thì nó kém rồi, văn là văn cặp bờ chứ không có dám văn ngang sông. Ngang sông bị dạo mình dài đó. Rồi xe mấy thằng ghe thiệt rồi nó chạy đó. Rồi sợ nó quấn. Dạ. Văn giá cặp mé vậy thôi. Nếu như mà không có chiếc xuồng này kịp thời thì chắc có lẽ là rồi coi như là bà bốc vác luôn rồi đó chú ơi. Không có công cụ mưu sinh luôn. Không có cầm cụ mưu sinh, chỉ bủa tay hai tay lội có thể mình kiếm sống qua ngày được chứ dễ gì. Lội bộ. Lội bộ á chứ lội mà kinh này lội không nổi nữa. Bị nó qua thì lúc đầu chính giữa á. Dạ. Còn trong kinh trong ngọn trống rồi mình có thể bủa tay hai tay rồi được. Cậy dám mưu sinh cuộc sống chứ sao giờ chú mực mà phải ông bà độ cho vợ con nó hết bệnh mới được quá trời nó bây giờ nó cũng bệnh nhiều quá ha. Hôm nay là chú cũng đi vớt củi nữa hả? Đâu cái này là đài đó. Cái đài để chú vớt lưới đó ha. Đó củi vớt nóng rồi đó. Dạ. Mà nó là hổm dài nó không có quẩn được rồi thành thử chưa cưa nữa đó.
Cũng ta nói mưu sinh cuộc sống là đủ nghề, mà gặp chai thì rót chai rồi củi là vớt củi rồi chú ơi. Cái nào có tiền thì mình cứ làm. Kể vậy là mình mưu sinh cuộc sống nào đó nấy, bán ngày 10 ngàn 10 mấy ngàn có thể mình mua trà mua thuốc đồ hút được. Đó vậy còn cái nào mà nó đại khái thì mình lo bệnh tình vậy thôi, chứ mưu sinh gạo thóc rồi mình không. Có người lại hỏi mua cái chiếc xuồng này chắc không biết nhiêu tiền luôn. Thì coi anh em trả cái công mũ là tôi thôi, chứ không có mắc mãi gì đâu. Để ông, nữa ông không có, bây giờ để ông nói chuyện xong đi rồi. Ngày hôm nay thì thời tiết ở miền Tây khá là nắng, gần 40 độ C cô bác anh chị. Quá thậm chí là cái con sông này nó gần như là cạn nước luôn rồi nè. Khô nước hai bên bờ là khô nước luôn á cô bác anh chị. Rất là nóng luôn. Mà đặc biệt là miền Tây là trù phú à, đất phì nhiêu và nước ở đồng khu vực đồng bằng mà Đồng Tháp á là không có bị xâm lấn mặn mà nước ngọt nhiều. Nên bị được bởi chảy con sông Tiền á nên thành nữ là cũng đỡ. Nhưng mà không có tình trạng là thiếu nước ngọt hay chú ha. Thấy mấy cái tỉnh khác rất là thiếu nước ngọt nên mình rất là lo luôn. Mình vậy thấy cũng may mắn lắm rồi. Cũng may mắn lắm, có nước ngọt đó là đỡ. Chứ gặp mà ở dưới gần biển ở dưới là có nước mặn nó thối vô luôn á. Và dầm cổ đông, dầm cổ tây rồi dưới á. Dạ, chú bây giờ mỗi ngày thì cô bệnh thì chết ngày là hết bao nhiêu tiền chú? Ngày 50 á là kêu chích tư đó ra. Chích 50 ăn uống nhiêu nữa? Thì ăn uống thì nó tiện đó, nó tiện gặp dữ lắm đó. Và ngày chích thuốc không là 50. Chích thuốc là ý câu hỏi là ăn uống cô với chú ngày nhiêu nữa? Ngày là tôi với đó là có thể là 30 nữa. Là 80 tô cháo đang tôi đi giăng lưới vậy đó. Có bữa là xuyên có cá thì mình khô quéo khô quạt rồi là mình ăn cháo nhà, cháo trắng. Bây giờ thì cô á là cũng bệnh rồi, chú văn thì không có người bán. Thứ hai nữa là cái việc mà cái tuổi cao của chú á, lỡ mà chú bệnh đó thì chú có nghĩ rằng là tiền đâu mình sinh sống mình đúng rồi già. Đó là bây giờ đó, trời kêu ai nó già chứ biết thì sao giờ chú mười ơi. Nói chung là giờ cuộc sống bây giờ nếu mà mình có lỡ đau bệnh thì là nếu vợ bệnh nữa thì chịu thua rồi thôi chứ không còn cái nữa. Chứ còn là đấu phương xa không à, nó cũng nghèo. Mà vì được thì cũng cả vấn đề. Thì giờ mưu sinh cuộc sống vậy đó, coi như là ngày nào đạn ngày nấy chứ giờ cũng không biết sao mà mình hiểu được. Cái số mệnh là do trời đó chú mực. Dạ. Chứ nhu cầu vợ tôi bệnh mà tôi còn mạnh được thì bơi nhảy thì cũng đỡ, mua sinh hàng sống hàng ngày cũng sống được. Dạ, nếu như mà hai người cùng ngã bệnh hết thì rất khổ. Đúng rồi. Thưa cô bác anh chị là ông hai cụ gần 90 tuổi á, 80 tuổi hồi lội ngang sông á. Thì hiện nay cắt cái nhà cũng xong rồi. Và do ông hai bệnh nên chưa có thể bàn giao được, mai mốt này thì Bùi Hồ sẽ clip về bàn giao nhà cho ông hai. Thấy ông hai có nhà vậy mừng không? Mừng cho tôi mừng ông dữ lắm đó trời. Nghe đó ông bệnh nữa đó. Dạ. Là tôi bữa đó tôi chạy ngang xuống dưới bằng từng cháu tôi dưới đó thử thấy cái nền cao quá cao đã chứ. Cái tinh thần mà các anh mà giúp được ổng như vậy là tôi mừng lắm đó. Cô bác anh chị biết không, cuộc sống của những người già như là chú Bên với lại ông hai cùng mưu sinh trên một dòng sông với cái nghề là thả lưới rồi đặt vớn, nó tương tự như giống như cái cuộc sống của ông ba với ông Tư. Ông ba thì với ông Tư thì sống trên dòng sông nhưng mà nhặt ve chai. Ở miền Tây những người già như chú như thế này nè, cuộc sống rất là vất vả. Mỗi một ngày thì không có bao nhiêu tiền, thậm chí thì như ông chú Bên với lại ông hai thì còn có vợ, có người chăm sóc để mà an ủi với nhau vào lúc tuổi già. Còn ông ba với ông Tư thì không có vợ, thành thử là cứ mượn ly rượu giải sầu, thành thử là sau khi cuối đời thì mất ở trên một cái chiếc ghe luôn. Như Bùi Hồ đã chia sẻ ở đoạn video clip trước, cô bác anh chị thấy cũng khá là đau lòng ha. Mà đau lòng hơn nữa là mất rồi không có người thân gì cả.
nên là nữ là cũng lo lắm, lo mấy cái tuổi như chú nè. Lớn tuổi mà. Bây giờ không biết là còn được 5-10 năm nữa để giăng lưới chắc không nổi đâu hả chú hả? Thì tới đâu tính tới đó chứ biết sao bây giờ. Dạ đúng rồi. Cho nên biết giờ kiệt sức giờ đào đó, nói chung cái gió thường gió mái bây giờ chú thấy mức thường à. Bệnh muốn ngã là ngà, có khi chết ngà cũng không chừng. Thấy tuổi trẻ bây giờ cũng vậy mà mình già rồi mình cũng băn khoăn nhiều đó đó. Ngủ đêm sáng ngày mà khỏe mạnh được là mình mừng đó. Nếu gây bệnh thì cũng có vốn số mệnh của trời rồi sao. Chứ giờ về học mình cũng không đo lường được chú ơi. Không nghe là tiền không dám sử dụng luôn hả? Dạ không dám sử dụng luôn đó. Để lây lắc đó. Dạ. Hô mà đưa bệnh viện rồi là phải lo ở dưới rồi là chứ dễ gì. Phải khổ tâm lắm chú mời ơi. Bây giờ mình là đâu có dám sử dụng khơi khơi đâu. Đâu có gì được thì mình mừng lắm rồi đó. Ngày hôm nay trở lại đây thấy chiếc xuồng kia nó nằm ở đó. Nó cũ rồi, nó mục rồi nè. Thậm chí nó gần chìm luôn. Mà được Mạnh Thường Quân như gia đình của anh Bình ở Canada hỗ trợ thêm chiếc xuồng. Rồi tất cả Mạnh Thường Quân chung tay với nhau á. Thành nữ là nó công cụ mưu sinh nó cũng đỡ, cũng có đồng ra đồng vô cũng mừng. Mà mong sao cho trời độ cho có sức khỏe để mà người bệnh thì cũng có người lo. Giống như ông hai ở dưới thì bà hai bệnh thì không thấy đường thì ông hai lo. Mà ông hai mà đi bệnh viện rồi bà hai thì không biết sao. Như chú mà cô mà bệnh thì chú lo, mà chú mà lấy ví dụ sức khỏe yếu một tí xíu nữa không biết đồng tiền đâu để mà sinh sống là cái thứ nhất. Hai là họ lo con cái thì khổ phải đi làm ăn xa. Dạ nên thành nữ là muốn thay đổi cái cuộc sống, không có sự chung tay của cô bác của anh chị thì cũng rất là khó ha. Khó lắm chú ơi, bây giờ lo băn khoăn cái vấn đề đó lắm. Rồi ở lâm bệnh rồi không có tiền bạc rồi có mình xây sở cái rồi mình chạy chữa thuốc men là cũng khổ lắm chứ không phải dễ đâu. Bây giờ thử hỏi chú mượn ai giờ? Ngày nay thì chú đi văn lại thì dòng sông người ta có hỏi thăm chú nhiều dữ không? Mấy người hai bên sống hai bên bờ đó. Tại đâu cả từng lễ nay tao có đâu thấy chú đâu. Đâu có thấy đâu rồi. Dạ. Chỉ mới bữa thì sáng này là đâu có ai hỏi han gì nào ngay. Chưa có ai gặp mà hỏi bị cái khúc này nó dán. Có nhà ở trên đó ra có gì. Cuộc sống miền sông nước á, nhờ có con kinh dòng sông mà người dân cũng quen với cái nghề đánh bắt rồi. Và như hoàn cảnh của chú Bên á, đánh bắt từ lúc còn trẻ cho đến bây giờ mà nó quen với cái cuộc sống này rồi, thay đổi đến cái ngành nghề khác nó cũng rất khó. Chú chia sẻ là nếu như mà đi bán vé số thì chú bán không được. Bán không được. Chú mờ không được. Mắc cỡ bán không chú được. Chú mờ chú bán mắc cỡ gì. Tại vì trước giờ thì chú cứ quen với cái cuộc sống lặng lẽ trên cái dòng sông này nè. Nó im đềm lắm. Và thậm chí là bắt được con nào thì mình sẽ bán con đó. Còn bây giờ mà để đi bán vé số mà mờ từ người nữa thì ngại lắm. Mà thứ hai là thông báo cô bác anh chị đó, hiện nay thì cái tình trạng thất nghiệp cũng khá là nhiều luôn. Người đi bán vé số phải nó cực kỳ đông. Trước đây mà nếu như mà cô bác anh chị thấy là người đi bán vé số là chủ yếu là những người già, những người khuyết tật, người ta mua vì cái tình thương thôi. Tại vì mỗi tờ nó lời không có bao nhiêu á. Và hiện nay bán vé số không phải là người già, người khuyết tật nữa, mà bán vé số kể cả những người trẻ, người khoảng 30 tuổi, 20 tuổi, con nít lớn anh cũng bán. Thì mình thấy là cái tình hình chung của mình á, hiện nay rất khó khăn cô bác anh chị. Kiếm đồng tiền rất là vất vả, với lại các xí nghiệp công ty đồ á đang cắt giảm nhân sự rồi làm ở khu vực Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu là để cầm chừng thôi, để mưu sinh qua ngày thôi, chứ về quê á thì bây giờ cơ giới quá nông nghiệp hết rồi, không còn gì để làm. Mà làm ở trên sông này thì không biết được bao nhiêu tiền và bán vé số cũng không được luôn. Thành nữ là những người như mà cuộc sống như chú Bên á là bây giờ giống như là an phận rồi, mà không an phận cũng không được. Phải vậy, không có đổi nghề khác không được. Không có nghề nào nổi thôi. Giờ làm mướn là làm cũng không nổi. Dạ. Dù tính là nếu mưu sinh cuộc sống mà nếu không có cơ sở, cũng như tôi không có chiếc xuồng này mà lậu lặn là lậu chết có không bao nhiêu lâu nữa, bao ngày nữa. Dạ. Đó, nó cũng khổ vậy đó. Dạ. Giờ là các chú Bình là giúp đỡ gì tôi cũng mang ơn. Con tên Bùi Hồ chứ không phải là chú Mười nghe. Con Bùi Hồ. Bùi Hồ ở vậy tôi nghe nó chú Mười Hồ. Rồi chú kia ở ngoài chú với thím đó là chú Bình hả?
Chú Bình với thím Bình phải không? Dạ dạ. Vợ chồng anh Bình ở Canada hả? Canada. Dạ. Rồi cái tinh thần mà chú có tinh thần mà giúp đỡ, hào quyết tâm vậy tôi cũng rất mang ơn chú lắm nghe chú Bình. Chú gì? Chú Mười Hồ phải không? Con tên Bùi Hồ. Bùi Hồ phải không? Tôi kêu chú Mười không? Cái tinh thần này thì định chỉ tôi nghe bị có chớp tôi nói là chú Mười Hồ không à? Dạ. Thử ra cái chuyện này đó là bữa nay mới rõ được chú Bùi Hồ phải không? Thì cũng mừng cho chú lắm. Nhưng mà cái tinh thần chú là gì là con hạo cái tâm tôi dữ lắm rồi. Nếu mà gì là mình nay mai phát triển ở dưới rồi. Chứ chuyển là cũng ngán gì lắm. Tôi dạ. Còn 4 triệu bạc mà giá đâu dám xài đâu. Dạ. Thì chú ngày hôm nay á thì con đến đây con trước tiên là con thăm lại chú trên cái dòng sông này, nhưng mà đáng tiếc là chú đi đổ vợ lưới xong rồi mà không ở nhà của chú thì rất là phải ngồi xuống dưới cạnh ở dưới này nè cho nó mát, có hơi nước nó lên nó mát mát. Đúng và rồi, chỗ của chú rồi. Ngồi nó cũng thoáng chứ ở nhà to của chú nóng nực lắm. Với lại cô cũng nghỉ ngơi nữa nên thành nữ nói chuyện là nữ là Bùi Hồ không muốn ảnh hưởng đến cái sức khỏe của cô, tại cô mới bệnh viện mới về này. Dạ. Có khi là xuống dưới cho cái hội nghị ta mới xác định được. Chứ Thanh Bình bây giờ nó không có xác định được. Dạ. Rồi cái cháu nó là nó bây giờ khả năng trước năm mà không có xuống dưới cái bắt giặc dữ lắm. Thà là nằm đó đi chừng nào chuyển. Vậy thì nếu như mà vài ngày nữa thì cô đi á, thì chú cũng phải đi theo. Và dòng đó, sông này lại tiếp tục vắng bóng một ông cụ hàng ngày vẫn lặng lẽ làm đẹp, nếu là lặng lẽ bắt những con cá trên này. Mà nếu như mà mình tính về cái phong cảnh á, thì nó rất hữu tình và thanh bình. Tuy nhiên những người ở trong cái cuộc sống họ mới hiểu được cái nỗi khổ và cái nỗi vất vả. Chú ơi, ngày hôm nay thì con đến đây con thay mặt cho chị My Linh ở Mỹ. À, tiếp tục gửi cho chú là vừa rồi thì chị My Linh có gửi cho chú là 50 đô để gửi cho chú. Đúng lúc rồi. Mà con cũng bắt được con gái gô đồng chứ nhớ không? Dạ, chị Linh lần này tiếp tục gửi cho chú là chuyển khoản cho con là 2.457.000 thì con gửi cho chú luôn là 2.500.000 chú điếm lại giùm con. Vậy là chị My Linh đấy ha, cô My Linh đấy phải không? Dạ. Rồi đủ rồi. 2.457.000 thì con chuyển luôn là tổng cộng là 2.500.000. Con đưa cho chú trong tổng cộng 2.500.000 cho chẳng. Này là tinh thần của chú giúp thêm đó cho nó đủ luôn. Không có được nhiều nhưng mà tự kệ đi cho nó tròn cái số tiền. Đây là tôi cũng mong ước cái gì là chú giúp đỡ tôi, nhưng mà cái này là tôi rất cảm ơn lắm nha chú Mười với chú Nguyễn Linh. Bên nước Mỹ hay nước Mỹ. Nước Mỹ đó có tinh thần thì tôi không biết chừng nào tôi trả ơn được, nhưng mà tôi rất là có cái tinh thần là phấn khởi nhất là để lo cái công ăn việc làm tới nữa đó chú Mời. Và một lần nữa thì Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú quý anh chị quý mạnh thường quân quý nhà hảo tâm ha đã đồng hành với Bùi Hồ ở trong những video clip cũng như là đến thời điểm này. Và một lần nữa thì chân thành cảm ơn chị Linh ở Mỹ đã hỗ trợ kịp thời cho chú để có thể chuyển tiền cho chú đi để đi bệnh viện lo cho vợ của mình. Con xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những video clip sau.